cái phần thâm nghĩa của cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đại chúng để ý cái phẩm này có những cái điểm hết sức là lý thú mà cô động. Mà cái điểm mà đặc biệt lưu ý là cái điểm Đức Phật nói giới thiệu rằng tất cả mọi cái tầng lớp trong xã hội, từ những hạng người thấp nhất là loạn trí, không còn đủ sáng suốt, đi ngang chùa miếu gì đó chỉ biết dùng một cái từ Nam Mô Phật cũng đã thành Phật. Còn các ngành, mọi giai cấp đều đã thành Phật hết. Thì cái chủ ý là Đức Phật nói rằng là Đức Phật cho biết rằng là tinh thần đại thừa liễu nghĩa này, tất cả mọi chúng sanh là Phật đã thành. Để ý cái chỗ đó. Bây giờ tiếp. Vì sau hơn 40 năm thuyết pháp, Phật chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đó là rằng tại vì Phật xuất hiện ra đời với cái mục đích cao đẹp tuyệt trần, mà trong khoảng thời gian đó Phật chưa thể nói rõ ra được. 40 năm mà chưa nói rõ ra được. Nói rõ ra có người nghi ngờ, không tin được, thậm chí bỏ đạo nữa. Cho tới nay 49 năm rồi mà Phật chuẩn bị nói rõ thì đã có 5.000 người tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đã bỏ pháp hội mà đi. Đó là đã bồi dưỡng cao trí tuệ từng bước rồi đấy, vậy mà còn chưa nói rõ ra được. Cho nên trong 49 năm đều là vận dụng phương tiện mà thôi. Tại vì chúng sanh đang sống trong cuộc đời đầy năm trượt ác, cấu chiếm nặng nề, ba nghiệp không làm sáu căn chưa tân sạch. Nếu giải pháp tu hành thành Phật, chúng sanh ngần ngại khó khăn. Do vì phiền não cấu chiếm nặng nề quá, cho nên nói chúng sanh thành Phật thì họ đâu có tin họ được. Họ thấy rằng chuyện đó quá khó. Nhưng mà thật sự cũng không phải khó lắm. Vấn đề là phải phát khởi đạo tâm, cái ý chí cương quyết thì đều có thể làm hết. Tôi nói ví dụ như giờ đây nè, cái giai đoạn mà thời kỳ mà đất nước Việt Nam mà bị thực dân ngoại bang đô hộ, mà cái kiểu mà kèm kẹp như thời kỳ mà Pháp thuộc á, mà người dân Việt Nam không làm gì mà có cái vũ khí nào ngon lành gì hết. Vậy mà tới thời cơ rồi, đúng lúc rồi, có người lãnh đạo mà phát động mà giành độc lập cho tới ngày nay, nó phải nói là cái việc nó khó, vô cùng khó. Ban đầu thì ai cũng biết cái tầm dông giặc nhọn. Đây là gần tới 30 tháng 4 rồi, coi thấy trên phim nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ tôi cũng nhắc lại cho đại chúng thấy chuyện đó là chuyện thật rồi. Tầm dông giặc nhọn, không có một cái vũ khí gì. Vậy mà làm được. Thế thì là cái chuyện mà phiền não vô minh của mình đây nè, là cái chuyện nó không có đàn áp ghê gớm như là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. Mà tự mình muốn hóa giải tới cỡ nào là quyền của mình có thể làm được việc đó. Cho nên chỉ cần phát tâm vô thượng bồ đề, quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, với cái điều kiện là cái người này phải tập nhận thức cho rõ rằng là thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Nhận thức được những điều đó thì nó là cái động cơ nó thúc đẩy ta tiến lên con đường bồ đề nếp bàn. Không phải là không được đâu, với điều kiện là phải nhận thức được như vậy.
cho nên chúng ta có thể làm được. Nhưng mà rồi nên chưa chịu nhận thức như vậy, chưa chịu học cái pháp thế gian là vô thường, quốc độ là tạm bợ, là mong manh, cũng chưa không chịu học, tứ đại là khổ, vạn pháp là giai không, ngũ quẩn giai không, mình không học cái đó, thế là cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp nó trọn vẹn tròn còn nguyên, thì tất nhiên là trên đường bồ đề niết bàn mà nói mình thành Phật là mình không tin rồi. Chứ mà nhận thức được là thế gian này là vô thường, không có cái gì tồn tại lâu dài vĩnh viễn trường cửu được hết. Cõi nước cũng vậy, cõi nước này thì nói về vấn đề đất đai thì trên thế giới lấy đó mà suy thì là nó sụp đất, nó động đất rồi chết người, đó là về mặt vũ trụ thiên nhiên. Ngoài ra còn cái vụ mà đánh giết lẫn nhau để giành đất giành đai, đổi chủ mai đổi chế độ đều đều trên thế giới, thế thì quốc độ là tạm bợ lắm đó chứ. Và tứ đại nè, thất đại thân này nè là khổ nè, cuối cùng rồi ai còn được cái gì, nó quy tiêu ma, quy về ma diệt thôi. Ngũ ấm này vô ngã, cũng tự chủ không tự tại. Nhận thức được như vậy thì là mình đi trên con đường quá giải vô minh phiền não để tiến lên bồ đề niết bàn không khó. Tại vì không nhận thức cái đó cho nên thấy khó. Nói rằng tu hành thành Phật, họ ngán ngẩm dài lâu ngần ngại khó khăn. Vì vậy mà Như Lai 49 năm mà không nói được cái mục đích và cái chí nguyện ôm ấp của mình. Tại vì nói chúng sanh có khả năng thành Phật, chúng sanh không tin nhận ở khả năng mình. Cái này khó thiệt đấy chứ. Như mọi người vậy, tất cả chúng ta vậy, mà nếu mà không có học Phật lâu ngày mà nói rằng là có khả năng thành Phật là sao ta tin được? Và nói mọi người là Phật thì người ta lại càng khó tin hơn. Nhưng mà thật sự con người ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng có Phật chất, ai cũng có Phật tánh sẵn. Giống như Đức Phật Thích Ca cũng đã từng có tri kiến Phật, từng có Phật chất, từng có Phật tánh, cho nên tu hành mới thành Phật. Mà Đức Phật Thích Ca tu hành đã thành Phật, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca đã có Phật chất, có Phật tánh, có tri kiến Phật sẵn rồi, tu hành mới thành Phật được. Mà Đức Phật Thích Ca là một con người trong vô số con người trên mặt đất này, trong 5 tỷ người nói theo đời bây giờ, số người trên mặt đất này, mà Đức Thích Ca thành Phật được thì mọi người ai cũng có thể thành Phật được. Mà Đức Thích Ca thành Phật được, tại vì Đức Thích Ca có Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật, cho nên Đức Thích Ca mới thành Phật được. Mà mọi người ai cũng có thể thành Phật được, vậy thì mọi người ai cũng có Phật chất, Phật tánh, ai cũng có tri kiến Phật. Đó là cái lý luận nó như vậy, không có thể nào chối cãi được. Vậy mà nói chúng sanh khó tin. À, rồi bây giờ đây nè, ta lý luận thêm một bậc nữa đó nè. Mọi người mà thành Phật được, cũng như Đức Phật Thích Ca đã thành Phật được và mọi người có thể thành Phật được, là tại vì mọi người có Phật chất, Phật tánh và tri kiến Phật sẵn. Cho nên đó là thiền sư Việt Nam thôi, Vạn Hạnh thiền sư làm 4 câu: mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục hoàn, sanh nhược dị mộc vô quả, toàn toại hà do manh. Trong cái loại gỗ cam xe cà chết, cái trong nó có cái tấm lửa, cho nên người ta lấy một cái khoan đài nai mà nó có cái khoan điện đó, mà mình làm cái lửa đi cho nó lụt đi, cho nó bén là khoan nó lủng, không có cái lửa đâu, cái lửa nó lụt chỉ vùi thôi, đem nó một bấm qua điện mà vùi một hồi là nó nóng rồi, để bùi nhùi phát ra lửa đó. Hoặc là ta lấy sợi dây đồng, nó có cái cách dẫn nhiệt giỏi, nó tốt đó ha, ta quấn ngang qua, ta kéo qua kéo lại hồi là để bùi nhùi là phát ra lửa đó. Trong gỗ có cái tính lửa, có cái chất lửa,
Cho nên khi người ta dùi lửa thì lửa nó mới sinh ra. Chứ nếu quả thật trong cái loại cây nào đó không có cái tấm lửa thì có làm gì đi nữa cũng không sinh lửa được. Bài đó, bài thơ đó để nói lên rằng mọi người thành Phật được là tại vì mọi người có khả năng thành Phật là tại vì trong người có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh rồi. Rõ ràng vậy đó. Mà 49 năm Phật không dám nói thật cái ý đó, vì nói chúng sanh nó không tin, tại vì chúng sanh họ tự khinh mình. Cho nên đối với đạo Phật, trong tất cả các cái loại khinh, khinh chê cái gì cũng được, tội không có nặng. Mà khinh mình là tội lớn, tội nặng và thiệt thòi lớn nhất. Là vì mình, nếu mà mình khinh mình thì là không có cách nào mà mình thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Vì quả vị Bồ Đề vô thượng Niết Bàn mà nếu không phát hiện ở trong con người của mình thì không tìm ở đâu ra Phật, ra Niết Bàn cả. Cho nên khinh mình là thiệt thòi nhất. Vậy mà chúng sanh tuyệt đại đa số khinh mình. Cho nên 49 năm Phật muốn nói cái điều đó, rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật, mọi người đều là Phật, không nói được. Phương tiện của Như Lai vận dụng tất cả ngôn từ khác mà không nói điều đó được, chưa nói được. Chỗ này chỗ hết sức là hay. Tại vì nói chúng sinh có khả năng thành Phật đó nè, chúng sinh không dám tin nhận ở khả năng mình. Thế cho nên Như Lai phải vận dụng phương tiện mà dẫn dụ, uốn nắn bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh một cách dần dần, ngay từ thuyết pháp đầu tiên ở Lộc Giả Quyển thành Ba La Nại. Cho nên thuyết pháp tuyên đế đó là pháp phương tiện đó, chứ có phải là chân lý cứu cánh gì đâu. Nói rằng ở đời là khổ, chỉ ra khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, đó là sự thật có thiệt, nhưng mà phương tiện chứ không phải thiệt. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là chuyện có thiệt, nhưng mà đó cũng là phương tiện của Như Lai. Rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hồi khổ, ngũ ấm chí hạnh khổ, đó là khổ có thiệt, ở đời ai cũng có. Nhưng mà đối với đạo Phật, Đức Phật cho biết đó là phương tiện của Như Lai đó, chứ không phải vậy đâu. Bởi vì nếu cái khổ đó là có thiệt á, là trong người tìm mới coi có nó ẩn náu trong người chỗ nào. Không có, không, trong người không hề có cái chất của những cái đó, không hề có cái chất của cái khổ đó. Mà những cái khổ đó, nó có nguyên nhân của nó. Mà nguyên nhân của nó đó, Đức Phật là gom ở trong cái tập đế, tức là do tham, cái tâm tham, ý nghĩ tham, hành động tham, do sân, do si. Con người sân nó làm con người khổ ghê gớm, muốn tức vỡ lồng ngực ra, và máu lưu thông mất quân bình, có thể đứt chỉ máu. Cho nên cái người mà trong thân nhân lớn tuổi mà có bệnh huyết áp cao là đừng có nói cái chuyện mà cho họ giận, họ tức, có đau khổ, họ sân. Nó làm cho nghĩa là những cái mạch máu có thể tắc nghẽn, mất quân bình, và cái nhịp tim nó đập không còn đều đặn nữa. Nó bóp mạnh quá thì máu chạy mạnh, chạy mạnh thì cái gân cốt của tuổi già nó cứng, nó không giãn nở kịp. Thế là nó bứt ngay. Sân á, sân nó giận, nó nguy hại ghê lắm. Rồi si là nguyên nhân của mọi thứ đa khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè nha, học đạo bây giờ cỡ tôi bây giờ là nói chuyện mà phải kinh nghiệm, mà phải chứng minh nè. Tôi nói ví dụ vợ trong cái nhà của mình, mình có 5 người, vợ chồng con cái,
tất cả là 5 người, mà mình đào tạo cho con cái vợ cái trình độ ngang nhau để sử dụng cái nhà mà phương tiện đầy đủ tiện nghi của hiện đại. Mà nói hiện đại là tương đối theo của Việt Nam thôi, chứ còn chưa nói tới cái chuyện của các cái nước Âu Mỹ đâu. Âu Mỹ nó còn hiện đại hơn nữa, mình thì bắt đầu hiện đại. Mà nếu như mà vợ chồng với mấy đứa con đều học cái trình độ cao hết và sử dụng những cái đồ hiện đại được hết, thì ở cái nhà đó là có thể nói rằng là nó gần gần như là ta gọi là thiên đường, chứ chưa phải nước bạn, gần như thiên đường đó. Sung sướng, thảnh thơi, an lành. Nhưng mà giá như có một người mà nghĩa là dạy cái gì cũng không được, mở radio không được, mở đèn không được, mở tivi không được, ủi đồ không được, rửa chén không sạch, nấu cơm không chín, mà đem vô hai người như vậy ở trong cái nhà mình, thì thử coi coi là cái nhà còn hạnh phúc như cái nhà mà 5 người đều trí tuệ tương đương nhau, còn có giống như vậy được không? Tất nhiên là khác xa. Là tại vì sao? Là vì 5 người mình ta an lành hạnh phúc thiên đường là vì cái trí tuệ nó tương đối, nó ngang nhau. Trong này nó có 2-3 người nó thuộc về si. Cái si có nghĩa là một bậc cao cao đó, si cao cao đó là kém thông minh. Một bậc nữa là đần độn, một bậc nữa là cái bằng như là ná, như là mất trí. Thì là cái cuộc sống nó xáo trộn liền. Lời nói phải nó không hiểu, việc làm nếu mà trong cái sinh hoạt bình thường hạnh phúc hiện đại nó làm được, thế là đồ đạc hư hết, gây hoài, thì cái nhà mất hạnh phúc liền. Thế thì là cái tham, cái sân nè, cái sân như nói rồi là cái si cũng vậy đó. Ở trong cái cuộc đời này mà cái người mà không có khả năng nhận thức chân lý, nên là nói theo đạo Phật là cái chân lý giải thoát giác ngộ mà không có khả năng nhận thức là si. Rồi còn cái đạo lý luân thường bình thường ở trong xã hội mà cũng không khả năng nhận thức được nữa, sai trái lỗi lầm đầy nhảy cũng là do si. Thậm chí là những điều tội lỗi ác đức mà không hay không biết cũng là do si. Cho nên tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, vân vân. Rồi phẫn hồng phú não tật sang vân vân, những cái thứ mà tôi đã từng nói hoài đấy, Phật tử ở đây thuộc hết rồi. Rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn vân vân, đều là ở trong cái tập đế cả đó. Mà tập đế đó là nguyên nhân của khổ đế, cho nên gọi là khổ đế. Chứ thật ra nó đâu có cái gì là cố định, là trường cửu, là ở trong con người của ta đâu. Không có chất khổ, mà nguyên nhân của khổ là do tập, tức là những cái phiền não như vừa nói. Mà phiền não vừa nói cũng đố ai tìm, làm sao tìm ra trong con người có đó. Thế mê thì nó có ai cũng có thể có được. Nhưng mà nếu mà vận dụng một tâm hồn mà kinh an, mà thâm thoát, mà nhẹ nhàng, mà tỉnh thức á, là đố ai làm cách nào tìm có những thứ phiền não đó trong con người? Không có. Đó. Do vậy cho nên là khổ đế đâu phải thật đâu. Đó là phương tiện của Như Lai. Còn Như Lai chỉ bài tập đế là thứ nguy hiểm vô cùng để nó sinh ra các thứ khổ đế. Nghe tưởng đâu là cái điều đó Như Lai nói thiệt á. Chứ mà học giáo lý đại thừa rồi, Như Lai cho biết rằng hồi đó ta nói vậy tại vì trình độ của các ngươi hiểu cỡ đó, ta nói nó là nguyên do để sinh ra khổ. Chứ kỳ thật bây giờ đó Như Lai nói cho mà biết, đó là phương tiện của Như Lai đó. Chứ phiền não vô minh không hề có. Nó là cái loại khách trần, phiền não là ví như cái loại khách và trần. Mê thì nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người ta đau khổ, thậm chí có thể chết được. Nhưng mà tỉnh thức là tự nó đố ai kiếm có. Bác sĩ giải phẫu toàn cơ thể kiếm không bao giờ có cái đó. Cán con người móng ra như là cái thợ cán vàng, mà cán vàng thiết móng cũng không bao giờ tìm có cái đó. Cho nên tập
đế cũng không có Phật. Còn diệt đế gọi là cảnh giới niết bàn, các ông đoạn trừ khổ đế tập đế đi rồi các ông được có niết bàn. Chứ kỳ thật có niết bàn có cảnh giới gì đâu, đâu có ranh giới gì, cũng chẳng có cảnh giới nào riêng biệt. À, miễn các ông không khổ thì hết, các ông sai là tất cả cái khổ thì còn lại cái gọi là gì? Còn lại cái gọi là vui. Hết đau thương thì còn lại cái gì? Còn lại cái an lạc, cái thanh tịnh, cái giải thoát thì gọi đó là niết bàn vậy thôi. Cho nên Như Lai nói niết bàn là cho mấy ông nghe, mấy ông ham tới cái cảnh giới đó. Nhưng mà kỳ thật có cảnh giới đó là cảnh giới nào đâu, không có. Như Lai phương tiện không? Còn đạo đế mà Như Lai dạy cho các ông tu về tứ niệm xứ, quá vô bất tịnh, quá thọ thị khổ, quá tâm vô thường, quá pháp vô ngã, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh. Cái đó là thuốc các ông ơi. Khi nào bệnh thì mới lấy thuốc mà uống. Chứ còn nếu mà con người mà thật sự người ta khỏe khoắn không có bệnh thì có thuốc mà đem cho chất đống trong nhà cũng để rồi bỏ thôi, lâu lâu nó, rồi bỏ thôi, cũng quá đắt rồi bỏ thôi, chưa quá đắt cũng không xài, quá đắt bỏ làm phân chứ không có làm gì. Cho nên cái đạo đế Như Lai nói với mấy ông tưởng thiệt sao, có tu cái gì đâu mà gọi là tu, các ông là Phật rồi hồi nào tới bây giờ. Còn cái khổ đó không hề có trong các ông, tập đế phiền não cũng không hề có trong các ông. Cho nên là Như Lai ngay trong cái thời Lộc Giả Quyển nói Pháp Tứ Đế độ cho năm anh em ông Kiều Lượng Như cũng là phương tiện của Như Lai. Chứ khổ ông có thiệt mà thí nghiệm coi, đại chúng về thí nghiệm coi, những lần mà mình khổ nó phát xuất từ cái gì? Hoặc từ tham, từ sân, từ si, từ mạng, từ nghi vân vân. Rồi coi cái đó là phát xuất từ cái gì? Từ nó tham sân si mạng nghi vân vân. Rồi tìm ra tham sân si mạng nghi nó là cái gì, nó ở đâu? Ham mê thì nó có mãi tính thì nó tự biến mất. Cho nên thời pháp đó là thời pháp, nghĩa là phương tiện của Như Lai. Cho nên khi mà đưa tới con người tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi á, Đức Phật nói trong kinh Bổ Quyết Tâm Kinh, à nhân đây tôi nói cái chữ Bổ Quyết Tâm Kinh, tiếp lại cái vấn đề hồi nãy, khi mà người ta tụng cho các vị cái bộ kinh Bát Quan Nguyên Văn mà tôi nói nãy đó, về mà nghe mà vì là mái sang là băng, nó có thứ băng dài thứ băng ngắn, cho nên có khi nó hụt một vài ba từ, nó thiếu một vài ba từ, một vài câu cuốn sách, các vị cứ nghe thuộc tổng quát, còn cái thiếu đừng có sợ, đừng có hiểu cái chữ Bổ Khuyết Tâm Kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là do mình tụng thiếu kinh rồi mình phải đọc cái đó để mà bù lại, chứ còn không là tội. Nói cái đó là hù trẻ con, gạt những người sơ cơ học đạo, chứ không phải vậy. Thiếu mấy chữ mấy câu không có sao hết trơn, hiểu toàn bộ cái đại ý rồi, nắm vững rồi, thực hành trong cuộc sống, còn nhiều cứ sót không có sao hết. Đâu có giống cái kiểu mà Dương Dương mà nó vẽ trong thập điện đó, tôi thấy vẽ cái đó thiệt là tôi thất cười. Vẽ ông thầy chùa ngồi tụng cái đèn á, cái đèn cái ngọn le lét bằng trưng con đêm đến vậy, với 7-8 cái lương mấy đồng dầu, rồi biên dưới cái này. Hồi đó mấy ông thầy chùa trên đám trên trần gian á, đi đám ma tụng kinh cho người ta tụng thiếu, cho nên giờ xuống đây là phải bắt cái là tụng cho hết mấy cái lưu dầu đó với cái ngọn đèn mà bằng con đom đóm vậy để mà bù vô. À, do thập điện Minh Dương á, thập điện nó dễ như vậy cho nên là phải tụng cái Bổ Khuyết Tâm Kinh. Không phải vậy đâu, không phải Bổ Khuyết là tụng thiếu rồi phải tụng bù. Không có tụng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó rồi nó bù cho đâu, không có.
không có bù được và cũng không cần bù. Mà ý người ta nói rằng là các vị tụng các cái thứ kinh đều là có năng lễ, năng cầu, sở cầu, năng nguyện, sở nguyện, năng tu, sở tu, năng chứng, sở chứng. À, mà với cái ý niệm mà tu mà còn năng cầu, sở cầu, năng nguyện, sở nguyện, năng tu, sở tu, năng lễ, sở lễ, năng chứng, sở chứng là cái tu của các vị, là còn là cái tu của hữu vi pháp. Đem một cái nhân hữu vi mà cầu cái quả giải thoát vô vi là không có được đâu. Cho nên bây giờ phải cộng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này là cái cốt lõi của cái nền giáo lý Phật, là cái lõi của cái nguồn nhà trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ, mà đây là cái lõi tâm kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái lõi của kinh Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên tụng cái này để rồi các vị hóa giải cái tâm năng cầu, sở cầu, lễ sở lễ, năng nguyện sở nguyện, năng thành sở sở thành kia đi. Đừng có mong cầu gì hết, mà các vị bồi dưỡng cho trí tuệ các vị đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, nhận thức được chân lý, thì các vị tự có được cái quả giải thoát giác ngộ. Các vị đừng cầu thành Phật, mà các vị sẽ là Phật. Các vị lại Phật nãy giờ đó, đừng tưởng lại trên chánh điện là trúng ông Phật, mà các vị là năng lễ Phật trên chánh điện là sở lễ. Các vị phải hiểu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì cảm ứng đạo giao nó mới là năng tư nghị. Con đường cảm ứng đạo giao là năng lễ sở lễ các vị phải bỏ đi, mà các vị lễ đây là phát trí thanh tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ. Cái tâm của các vị mà chánh quán rồi, tức là các vị lễ đó thật tướng bình đẳng lễ. Các vị nhận thức rằng cái tính chất của vạn pháp là giải không, là duyên sanh như quyển, mà như quyển có nghĩa là vạn pháp không có gì. Rồi các vị cởi mở tất cả, buông bỏ tất cả, đó là các vị lễ rồi đó. Chứ còn dùng cái thân năng lễ mà lại cái ông Phật sở lễ trên bàn là lại không trúng được Phật đâu. Thế thì Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là để người ta muốn bổ sung về cái chân lý của đạo Phật, chứ không phải là vì bổ sung cái tụng tiểu thiếu, không phải. Cho nên đừng có sợ thiếu một câu, vài câu, năm bảy từ, đọc lộn chữ, không có sao hết, yên trí. Cho nên tới cái thời Bát Nhã đó, Phật cho biết cái giáo lý tứ đế, Phật dạy nhân duyên đó là Như Lai phương tiện đó, cái giáo lý mà ngủ đó. Như Lai nói cả 49 năm đó cũng đều là phương tiện của Như Lai. Cho nên cái chuyện đó Như Lai nói này sao là pháp? Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nghĩa là cái câu đó Đức Phật nói rằng là ngũ uẩn mà ta nói hồi đó giờ đó, ngũ uẩn mà nó duyên khởi ra hữu tình, nó duyên khởi ra vô tình, nó duyên khởi ra vũ trụ, nó duyên khởi ra con người, đều là chẳng khác không. Không chẳng khác ngũ quẩn, ngũ quẩn chẳng khác không, trong đó sắc thọ tưởng hành thức đều như vậy hết, cái bằng diệt phục như vậy. Sao lại tại vì cái pháp luân tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm này, sao lại pháp nên biết rằng là cái gọi là không đó, cái tướng không đó đó là nó không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tăng, không giảm, không sanh, không diệt, không đoạn, không không thường, cái không đó đó. Cho nên là cái không đó đó thì có không tương vô sắc vô thọ tưởng hành thức, ở trong cái không đó đó nó không có sắc quẩn, không có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Trong đó không có lục căn, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Trong đó không có lục trần luôn, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong đó không có lục thức, trong cái tính không nó không có lục thức luôn, là vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Trong cái thể không đó không có thập vị nhân duyên gì hết, vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Còn tướng đế là Như Lai phương tiện đó, chứ tướng đế cũng có thiệt, khổ đế làm gì có.
tập đế tìm đâu cho ra. Đế không khổ thì gọi là vui, thì Như Lai gọi đó là Niết Bàn, là việc đế vậy thôi, chứ cũng làm gì có. Còn đạo đế là cái phương pháp tu hành, nó là thuốc. Người nào bị bệnh, bị bệnh tham sân si mạng này thì lấy cái thuốc. Tôi niệm xứ, tôi tính cần, tôi nghĩ túc ở trong đạo đế này mà trị. Nhưng mà bây giờ đương nhiên là tôi biết rằng là cái phiền não vô minh này, cái bệnh này không có thật, thế thì cái thuốc này cũng bỏ đi. Vậy thì cái gì? Vậy thì tất cả mọi người, các ông đều có Phật chất, tri kiến Phật và Phật tánh. Bây giờ chỉ phát hiện cái đó ra rồi thì tự nó thành Phật thôi. Chứ còn giáo lý tứ đế, thập nhân duyên đều là phương tiện của Như Lai. Cho nên Như Lai nói cho mà biết, vô khổ tập viết đạo, nghĩa là khổ đế. Như Lai nói 49 hôm nay đó không có thật. Tập đế phiền não vô minh mà Như Lai nói đáng sợ đó, mọi người đều phải ra vừa, đều phải quá giải nó đó. Nhưng mà nói vậy chứ Như Lai cũng phương tiện đó, chứ nó cũng có thật. Còn cái gọi là diệt đế là Niết Bàn đấy, Như Lai nói vậy chứ cũng không có thật. Hả, miễn các ông mà không có khổ là tự nhiên. Còn lại cái gọi là vui thôi. Các ông mà hết cái điều kiện cực thì còn lại cái gọi là sướng vậy thôi. Cho nên ở đây nè, học cái này nè, lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh là vậy đó. Giáo lý tứ đế rồi ngay lúc ban đầu đó đều là phương tiện của Như Lai hết rồi, chứ không phải thiệt đâu. Tôi nhắc đại chúng mình để ý học cái đó, đó. Cái người mà đi tu mà muốn đi tu cho sâu cho cao, đi theo con đường đạo là phải học thật sự, là học cái đó mới gọi là sâu. Cho nên là ngay từ thời thuyết pháp đầu tiên ở Lộc Giả Quyển thành Ba La Nại là Đức Phật đã phương tiện rồi. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng sự xuất thế của Như Lai và trí tuệ của Như Lai có không phải là sự ngẫu nhiên, do sự đưa đẩy trôi chui theo dòng nghiệp lực. Nghĩa là Như Lai xuất thế có một đích đàng hoàng là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí. Phật trí kiến chứ không phải là ngẫu nhiên như người ta tưởng, thường tưởng đâu. Nhưng mà Như Lai cũng không nói thẳng điều đó được. Như Lai nó phải nói rằng là Như Lai sanh trong hoàng cung, rồi cũng sanh rớt ngoài tường thượng quyển với gốc cây vô ưu, rồi đem lên nuôi lớn lên, rồi cũng đi dạo bốn cửa thành, rồi chán ngán cuộc đời vì thấy những cảnh khổ như vậy, sau đó mới tìm đường học đạo. 5 năm rồi 6 năm tu khổ hạnh, rồi cuối cùng tự xuất gia. Chứ thật sự việc đó là Như Lai ra đời có mục đích hết, chứ không phải sự ngẫu nhiên mà do nghiệp lực đưa đẩy như vậy đâu. Mà trong kinh dùng cái từ gọi là thị hiện, tức là hiện một cách vì lợi ích của chúng sanh mà xuất hiện ở đời, chứ không phải giống như là chúng sanh này là do nghiệp lực nó đưa đẩy. Anh tạo cái nhân, cái anh tu cái nhân thừa Phật giáo thì dứt khoát là anh phải sanh vào cái cõi người như mọi người. Đó là do cái nghiệp lực đưa đẩy của cái người tu cái đạo nhân thừa, không muốn cũng không được, và muốn hơn nữa cũng không được. Còn như Lai xuất hiện ở đời đó là do cái nguyện lực mà nhằm truyền đạt cái giáo lý để dẫn dắt chúng sanh. Cái này hết băng rồi. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng về hoài bảo, nói thẳng với chúng sanh về hoài bảo duy nhất và mục đích tối thượng của Như Lai ngay lúc bắt đầu cuộc hành trình thuyết giáo độ sanh. Nhưng Như Lai chưa nói rõ được, chưa nói rõ ra được điều đó.
cái cuộc hành trình xuất thế của Đức Phật. Lẽ ra thì nên nói thẳng cho chúng sanh biết, nhưng mà nói không được. Nói không được, nhưng mà khi mà tụng kinh Quan Nghiêm rồi á, thì tôi thấy cái bài kệ mà Đức Phật đã phát quả ra: Nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đấng Nhân trung tôn hiện sanh ở đời này du hành, tức là bước đi trong tám hướng, mỗi một hướng đều là bước đi bảy bước, mà mỗi một bước là có cái hoa sen. Du hành tiêu phương các thất bộ, tám hướng vậy đều là đi bảy bước hết, mà hướng nào cũng đều có, mỗi bước có hoa sen đỏ chung. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, muốn đem cái diệu pháp để mà giác ngộ, truyền đạt cái tư tưởng giác ngộ cho quần sanh, thì có Như Lai phổ quan sát. Vì vậy mà Như Lai đi quan sát trong tám hướng. Thì tôi niệm về cái bài kệ đó trong cái đoạn kinh Quan Nghiêm đó, phải nói rằng là rõ ràng là Như Lai xuất hiện ở đời có mục đích đàng hoàng, chứ không phải ngẫu nhiên. Đi mỗi bước có hoa sen, và hoa sen nở toàn diện nha. Điều đó để nói lên cái bìa sách đây, hoa sen nở toàn diện đây là tượng trưng cho hoa sen của Phật này. Phật là hoa sen mà nó toàn diện vậy thôi. Và cái hoa sen là cái loại hoa nhân quả đồng thời, để nói với tất cả chúng sanh rằng là tất cả mọi người đều cùng với Như Lai là một, đều là Phật hết. Chẳng qua là cái Phật của các vị là như là cái hoa sen bút, cánh nhị gương hạt, nhân và quả có ngay trong đó, nhưng mà nó chưa nở bùng, chưa nở toàn diện. Cho nên lấy cái hoa sen mà làm cái tiêu biểu, cái tượng trưng. Và đồng thời cái hoa sen nữa để nói lên cho tất cả chúng sanh rằng các ông dù ở trong cõi ta bà đầy ngũ trược, nhưng mà không vì vậy mà mất đi cái tri kiến Phật, không vì vậy mà mất đi cái Phật chất, cái Phật tánh của các vị. Giống như hoa sen dù ở trong bùn lầy nước động hố tánh nữa, mà khi nó vươn lên rồi là màu sắc hương vị nó vẫn còn nguyên. Để nói lên rằng là cái bản thể, cái Phật chất của các vị là cái thứ bất biến. Còn cái mà ở trong đời ngũ sanh, trong mọi giai cấp là tùy duyên. Hiện tượng thì tùy duyên, mà bản thể thì bất biến. Cho nên tất cả mọi giai cấp đều có khả năng thành Phật. Vì Phật chất, Phật tánh thì cái Phật là bản thể bất biến. Còn sinh ra dòng Bà La Môn, dòng Sắc Đế Lị, dòng Phải Xá, dòng Thủ Đà La, dòng Maria, đó là hiện tượng tùy duyên. Chỗ đó cái tuyệt vời của đạo Phật. Cho nên là Đức Phật là xuất hiện là phát quả được chương trình hành động ngay trong lúc mới sinh ra, để nói lên rằng là tất cả chúng sanh đều là Phật hết, bản thể là bất biến, là Phật chất bất biến. Còn sinh trong mọi giai cấp, sang nghèo, nghèo giàu, trí ngu hơn kém, đều là hiện tượng tự nhiên thôi, chỗ tuyệt vời. Nhưng mà điều đó Như Lai đâu có nói, đâu có nói liền được. Lẽ ra Như Lai phải nói vậy, nhưng mà Như Lai không nói được. Tuy nhiên là không nói mà nói. Dùng dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, tôi rất tâm đắc là cái chữ diệu pháp ở ngay trong kinh Quan Nghiêm. Sau này gần sắp nhập Niết Bàn thì trộn với chữ liên, liên qua. Trong khi chỉ diệu pháp trong bài kệ đó thì viết chân lại có liên, liên qua. Cho nên là cái kinh diệu pháp liên qua này Đức Phật chuẩn bị ngay cái lúc mà Ngài mới xuất hiện ở trong bảy bước đi. Trời cha ơi, tôi nghiên cứu được cái này rồi, tôi thấy rằng cái nền giáo lý của đạo Phật rất tuyệt vời. Không phải muốn nói sao nói, không phải muốn cắt xén khúc nào, muốn nói gì nói đâu nha. Nó có hệ thống vậy đó. Dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, tôi cấp thì viết chân có liên, liên qua.
mà giấu à, mật ý mở ra cái tiền đề giới thiệu như vậy mà không nói. Nhưng mà để 49 năm sau rồi thì dùng cái chữ diệu pháp đó cộng với chữ liên, liên hoa, để lấy cái hoa sen mà làm ví dụ cho cái Phật chất, cái Phật tánh, chi cái Phật vốn có của mọi người y như chư Phật trong mười phương đã có. Cho nên học cái đoạn kinh này hay vô cùng cho Phật. Cho nên học kinh này rồi mà thấy Phật tử mà mê tín nó đau chịu không có nổi, mà khổ nổi cái những cái chỗ mà nó làm những cái chùa nó thờ bậy bạ đó, nó thờ thánh, thờ thần, thờ cửu thiên quyền nữ, nó thờ cái kiểu mê tín dị đoan đó, thì nó làm giàu bạc tỷ nha, đau không nói nổi. Còn cái chỗ mà nói thiệt mà Phật giáo lý mà liễu nghĩa đại thừa đó thì khó mà có tiện nghi để mà làm Phật sự. Còn cái chỗ nó thờ tầm bảy tầm bả tầm lum như đó, cậu tài, cậu quý, cậu thiên quyền nữ, chúa tiên, chúa ngọc, là thổ địa, thổ trạch, thần hoàng, thần công gì đó, thờ lung tung beng y như một cái tiệm chạp hô, ai muốn mua cái gì vô cũng có. Do vậy mà nó khấm khá ghê gớm. Còn cái tiệm mà bán cái đồ điện tử cao cấp không thì những người bình thường đâu có vô mua được, phải có trình độ học vấn mới cần dùng những cái đồ đó. Còn thứ cái gì cũng có, khô cá chốt cũng có, cá lăng cá sạch rồi móc rồi mắm phết rồi tàu hũ rồi ki đậu xanh đậu nành rồi thì bình vôi ống ngoái cà ràng thuốc xỉa thuốc hút đủ thứ, cấp nào cũng có mà thuốc ngon không bán. Ở đó thì là mấy cái tiệm đó lại đông khách, là vì cái bình dân nó nhiều, cái dân ta, cái người nghèo nó nhiều, cho nên là bán cái đồ bực trung như bực gì vừa vậy thì nó vừa túi tiền của anh ta. Còn bán đồ cao cấp thì là nó kén đối tượng, nó kén khách hàng, thì nó cũng y như vậy thôi à. Đạo lý nó cũng y như chuyện thế gian mà. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp bất ly bất ly thế gian giá, đạo Phật nó cũng giống như thế gian vậy. Đó mà suy thì cái đạo lý mà đệ nhất nghĩa cao siêu thì nó phát triển, khó phát triển là cái chuyện đúng thôi. Còn như kinh này thì kén đối tượng, cho nên tôi biết mà những cái lẽ ra này đó, tôi biết rồi, tôi đọc lại thì là tôi bằng lòng tôi hết chứ. Cũng giống như mấy con mèo nó dòm nó cái đuôi dài, cái nó nó khen nó dài đuôi vậy. Nó giết cái bằng lòng quá. Ta gọi là mèo, khen mèo dài đuôi. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với hàng văn văn duyên giác rằng pháp mà Như Lai dạy cho họ chỉ là pháp tiểu thừa, và nếu bà họ chứng đắc chưa phải thật diệt độ. Nhưng hơn 40 năm qua Như Lai chưa nói điều đó. Quá đúng. Lẽ ra phải nói với họ nếu bà nói phải là thật diệt độ mà không nói được. Tại vì người ta không có tiền, ta mua cái vé xe đại thừa để đi ra Hà Nội, thế thì là phải mở cái thứ công ty du lịch mình đi từ Huế trở vào cho người ta. Cho nên là cái chuyện Hà Nội giấu bạc không có nói. Chờ chừng nào mà thấy rằng cái trình độ dân trí mà là kinh tế đã khá giả rồi mới đặt cái vấn đề là công ty du lịch này là đi xuất Bắc Nam. Còn như thấy là đồng bào nhân dân mình mà cái kinh tế, cái khả năng chưa có phát triển tốt
à, thì là mở công ty du lịch tới Huế thôi. Vì vậy mà đối với hàng Thanh Văn Viên Giác giải cho hộ pháp tiểu thừa chưa phải là thật chứng đắc mà không nói được trong 40 năm qua. Lẽ ra 12 bộ kinh Như Lai phải bình đẳng dạy cho tất cả chúng sanh, nhưng vì căn tánh không đồng, đối với hạng chủng tánh nhị thừa, Như Lai dạy cho họ chỉ có 9 bộ thôi. Chỗ này là chỗ độc đáo. Tiểu thừa họ có 9 kinh. Cái bộ môn Trường Hàng là đại tiểu thừa đều có trùng tụng giống nhau, cô khởi giống nhau, thí dụ giống nhau, nhân duyên cùng có giống nhau, tự thuyết cũng có. Cái bộ môn Trường Hàng là đại tiểu thừa đều có trùng tụng giống nhau, cô khởi giống nhau, thí dụ giống nhau, nhân duyên cùng có giống nhau, tự thuyết cũng có. Giờ không có ai mà mở mang cái tôn tịnh độ mà dạy cái nghĩa sâu của đạo Phật. Cho nên cái bộ môn tịnh độ nhiều khi là bị những ông thiền sư giỏm họ chê, là vì họ cũng không khám phá nổi cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của bộ môn tịnh độ. Chứ bộ môn tịnh độ là cái loại vô vấn tự thiết là sâu lắm đấy. Đại để là các vị niệm Phật mà niệm công cứ rồi tấm điểm rồi khuyên điểm này kia đó, cái đó là thấp lắm. Cho nên là mấy ông thiền sư giỡn họ chê cũng phải thôi. Mà còn họ chê luôn tịnh độ là tại vì họ không đi sâu nổi cái tông chỉ thật là thâm sâu của tịnh độ, cái loại bộ môn vô vấn tự thuyết này. Thật sự là pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm đó, giống như cái kinh Đại Thừa, cái tư tưởng của Duy Ma Cật vậy. Hồi nãy thì tôi mới nhớ câu của Nguyễn Du nói, mà ý nghĩa là cái câu này nè, ai mà học thuộc truyện Kiều Nguyễn Du rồi học kinh Di Đà cũng phải lấy cái cách nhận thức đó mà học. Tôi nhớ là cái câu là rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhất tấm hồng thần hôn đó. Cái người mà nhớ cha nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhìn cái cảnh rừng thu, rừng thu rồi lá đỏ nó úa, lá xanh lá đỏ từng biết chen hồng, rồi nghe tiếng chim ở trong cái rừng thu đó, mà cái tiếng chim mà lại nghe chim, mà cái tiếng chim như là nhắc cái tấm lòng thần hôn, tức là nhắc phải sớm thì giếng, tối thì thăm, phải là cử án tề mi, phải là phụng dưỡng cho cha mẹ bằng ở trong cái tiếng chim đó. Tôi mới nhớ được kinh Di Đà cũng vậy. Cái người mà cái tâm thanh tịnh rồi thì họ nghe cái tiếng chim nó thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Nghe cái tiếng nước chảy, cái tiếng gió của lá cây cũng đều, cái tiếng côn trùng ly rỉ cũng đều là cái tiếng lục độ dạng hạnh bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền, thiền định hết trơn. Mà khi nào được như vậy rồi, chính người đó là người đang ở cõi tịnh độ đó. Nếu cái tâm các vị mà không thanh tịnh, Phật pháp các vị mà không bồi dưỡng cho nó thật thập tâm trong này, thì các vị không bao giờ nghe những cái tiếng gió thổi là lá cây khua, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu mà nó thành ra tiếng pháp được đâu. Nhưng mà các vị mà đã bồi dưỡng mà nó thâm hậu giáo lý trong người, toàn thân từng thất thịt nó thành ra giáo lý, thành ra kinh điển rồi đó, thì các vị nghe tiếng nước chảy thông reo
là tiếng chim, tiếng dế đều là tiếng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề Phật, bát thánh đạo Phật, độ vạn hạnh, nó nhắc nhở cho các vị. Y như vậy, cũng giống như cái câu mà rừng thu từng biết gian hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thành hôn. Tại vì đang trong lòng đang nhớ mẹ, đang nhớ cha, đang nhớ cái gia cảnh mà mình đang ly, đang biệt ly đây, thành ra cái tiếng chim đó nó đâu có biết nhắc, vậy mà thành ra cái tiếng nhắc nhắc nhở nó làm cho nhớ nhung cha mẹ. Giáo lý tịnh độ là phải học như vậy đó. Cho nên tất cả đại chúng đều có thể thí nghiệm, có ai có trong đời các vị có giảng sanh tịnh độ trong giờ phút nào không? Mà khi mà các vị giảng sanh tịnh độ là các vị nghe từng tiếng chim, tiếng dê, tiếng lá cây khua, tiếng xào xạc, tiếng dê ngâm, tiếng cu gái, tiếng tư quy, tiếng chim dịch kêu chiều, đều là bằng tiếng pháp hết. Đó là giờ phút các vị giảng sanh cực lạc tịnh độ rồi đó. Cho nên cái chữ mà giảng sanh cực lạc, chữ giảng sanh là nó là cái trạng thái lật qua. Ví dụ như là tay về để vậy rồi là úp về. Nhưng mà bây giờ úp về là ví dụ như lúc mình đang buồn phiền áo não nhiều thứ buồn bực lắm, rồi cái lúc nào đó cái tâm mình nó hoàn toàn nó thanh thản, mình nhận thức được cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, là duyên sanh như quyển rồi đó. Thế thì là nó lật quan cái gì nè, nó thật nó làm cho cái tâm trạng đau khổ nãy nó tự biến mất liền, nó thành ra cực lạc. Chứ giáng sanh là phải hiểu như vậy đó. Chứ còn cái chuyện mà hiểu rằng Đức Phật Di Đà cánh nước của cõi nước ngài có một cái ranh giới ở phía tây, rồi có rồi giống như trong cái tượng vẽ ngài thò tay ngài chỉ xuống về cái là cái hào quang đó, cái nó hút mình lên mình thích chết cái là nó hút mình lên, cái theo cái luồng hào quang đó cái lên cái nước ngài. Hiểu như vậy là không hề hiểu gì Phật hết. Thật sự Phật cho biết là pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất, nhất chân. Trong khi mình Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà là mười phương chư Phật đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài mà tán thán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức là kinh Di Đà đấy. Mười phương chư Phật đồng tán đồng, có nghĩa là pháp giới là nhất, nhất chân. Trong khi Đức Phật nói pháp môn tịnh, tịnh độ. Như vậy tịnh độ cùng với pháp giới nhất chân bất nhị là một thứ. Cho nên tâm hồn lúc nào mà thanh thoát là các vị giảng tịnh độ cực lạc đấy. Mà cái điều đó thật sự trong cuộc đời tôi có nhiều lần giảng sanh lắm. Nhưng mà có cái điều là phải nói thẳng là cái giảng sanh đó nó tùy theo mình, là mình giữ được nó một ngày bao nhiêu giờ, và mỗi ngày được bao nhiêu giờ. Chứ còn có chừng nào mà mình giữ được cái giảng sanh đó mà nó liên tục quá thì là mình quá ngon lành. Là Niết Bàn hiện tại rồi, giảng sanh hiện tại tức là Niết Bàn hiện tại. Nhưng mà bây giờ mình khổ có nổi là thỉnh thoảng mình còn bị vô minh nó tác động đó. Đừng có phủ nhận cái đó mà thành ra tự cao, tự đại, láo khuyết, biệt người ta. Phải nói rằng là có những lúc giảng sanh hoàn toàn ngon lành, y như mình giảng sanh thật sự, tức là giảng sanh thật sự. Tuy nhiên có cái điều là mình không giữ nó liên tục. Mà giá có giữ liên tục là được một ngày hay là trong mấy đêm mấy ngày, nhưng mà phần nhiều là không giữ nổi liên tục vậy đâu. Trong một vài ngày, rồi ở giữa đó nó có chen một cái nhỏ nhỏ, một cái những cái đám mây mây đục giống như bầu trời quang đãng, rồi thỉnh thoảng nó tấp qua một cái dần mây đục mong mỏng vậy đó, cũng đủ mất đi cái tánh thanh thiên bạch nhật rồi. Pháp môn tịnh độ phải học vậy đó. Rồi tôi đọc câu đó tôi thấy hay đó, đọc câu đó tôi nhớ lại pháp môn tịnh độ. Rừng thu từng biết chen học, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Tiếng chim mà làm sao mà nhắc thăm cha thăm mẹ,
thăm viếng cha mẹ, dâng cơm dâng nước cha mẹ. Vậy mà tại vì cái tâm hồn nhớ cha nhớ mẹ quá, lẽ ra nói về 12 bộ kinh đó mà, thì cái bộ mà vô vấn tự thuyết tiểu thừa không có dạy, Phật không có dạy. Họ không hiểu nổi cái trình độ, họ không hiểu nổi cái tư tưởng đó. Rồi bốn sanh bốn sự thì có, đại tiểu thừa cùng có, vi tần hữu có. Vi tần hữu là thí dụ như nãy đó, hồi nãy mà tôi nói là Đức Phật mình đi bảy bước là mỗi bước có hoa sen đó, là nói cái kiểu đó là nói vi tần hữu đó. Cho nên á, tôi sợ các vị mất cái lòng tin đi. Chứ thật sự cái kiểu của tôi hiểu là không phải, không thật sự đi mỗi bước có hoa sen như vậy. Nhưng mà đó là cái lối dạy kinh. Đức Phật nói ta có quyền, ta cho biết rằng ta sẽ nói bằng 12 cách, mà trong đó có cái cách vi tần hữu. Vì tần hữu là không có ai mà bước đi mà sẽ mọc từng bước trên bao giờ. Nhưng mà Như Lai nói rằng Như Lai trong lúc sinh ra có hoa sen bổng túc liên qua tồn địa. Tồn địa pháp nghĩa là dưới chân hoa sen, hoa sen nó đỡ từng bước chân của Như Lai. Đó là cái lối nói vị tần hữu đó. Tôi thì tôi cho như vậy, mà tôi tin như vậy tôi mới tin. Chứ còn mà thật sự mà nói hoa sen mà nở lên là tôi không tin. Mà Như Lai có quyền nói như vậy, vì Như Lai có giao rồi mà. Ta có những cái ta nói vị tần hữu mà. Vị tần hữu là những cái mà chưa từng có, mà Như Lai có quyền nói cái kiểu như vậy. Rồi các ông phải tự hiểu như vậy. Cũng như là chuyện tiền thân của Như Lai, nói về chuyện bổn sự, Phật có thể nói ra nhiều cái chuyện mà thực sự ở đời không có, chỉ có bằng văn chương, bằng những cái lối văn là để mà giáo dục, để mà ngụ ngôn. Thành cái loại vị tần hữu này là nó giống như cái loại ngụ ngôn, nói cái chuyện đó, nói cái chuyện mà xem kìa, như tích xưa thỏ với rùa hai chú chạy đua, rùa biết thân chậm lục nên siêu bò, còn thỏ tự kêu, thỏ ý tài chạy với mưa lại kiếm gốc cây nằm nghỉ mát, cảnh trời chiều gió vàng hiu hắt, hắn đặt lưng làm một giấc thiệt ngon, lỡ ngủ quên thức dậy kinh hồn mất ăn thua, rùa đã đến rồi thì cuối cùng là rùa thắng. Đó là cái chuyện ngủ ngon để mà động viên người ta, động viên những cái đứa học trò đừng có ý mình học giỏi rồi mình tự đắc tự cao rồi mình lười biếng xem thường mà mình thua những cái đứa nó không thông minh lắm mà nó cần cù nó đi đấy. Thế thì cái loại đó ta gọi là cái loại ngụ ngôn. Ngụ ngôn của Plafontaine cũng là cái loại ngụ ngôn. Văn chương Việt Nam cũng rất nhiều cái loại ngụ ngôn. Còn trong đạo bộ môn mà Đức Phật cho biết là cái loại vị tần hữu này, ta nói cũng là cái chuyện không có để mà nó chứa đựng một cái triết lý. Chẳng hạn như lịch sử Phật giáo Việt Nam ta, con Hồng cháu Lạc, Âu Cơ đẻ ra 500 trứng. Rồi thì đã là ngàn trứng hả? Ngàn trứng, 500 trứng thì nó chạy ra cha đi lên trên núi, 500 trứng thì là theo mẹ chạy xuống biển. Đó là cũng cái cách mà thuộc về cái bộ môn vị tần hữu, để nói lên rằng là cái giống dân con Hồng cháu Lạc này là cái loại mà có đủ khả năng khai thác tài nguyên từ rừng và biển mà nuôi sống một dân tộc.
Cho nên có câu rằng tiền rừng bạc biển, muốn có tiền là phải lên rừng, muốn là có bạc là phải biển mà khai thác. Cho nên là để nói lên một dân tộc biết, nghĩa là khai thác cái tài nguyên của thiên nhiên theo cái dòng dõi của cha mẹ tiên và rồng. Vậy thôi, nó là cái chuyện mà thuộc về vị tầng hữu để nói lên một dân tộc, mà dân tộc nào nó cũng có cái chuyện là vị tầng hữu của họ. Mà sự thật họ không phải là thí dụ như mình đây, không phải là có đồng thiệt đâu, cũng có tiền thiệt đâu. Cho nên là cái loại vị tầng hữu đó là cái chuyện mà Phật bước qua sen đó. Đó là một cái triết lý, nó chứa đựng cái nền triết lý của đạo Phật ở trong những cái kinh điển đó. Phương Quảng là tiểu thừa không có. Phương Quảng là loại kinh đại thừa, liễu nghĩa, những kinh mà thường tôi giảng đây đó toàn là Phương Quảng không á. Tôi chưa có giảng cho cái giảng đường này là kinh A Hàm, chưa. Toàn là kinh tư tưởng đại thừa. Mà thành thật mà nói, bây giờ tôi giảng kinh tiểu thừa tôi giảng không có được. Giảng tiểu thừa rồi là đem cái câu đó ra tôi giảng một hồi là nó biến thành ra kinh đại thừa hết ráo. Đó, tôi nói ví dụ như giờ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo. Đạo đế là kinh của tiểu thừa mà. Nhưng mà tôi nói rồi là tiểu thừa nó biến dạng qua thành đại thừa hết. Không bao giờ tôi chịu được cái tư tưởng của tiểu thừa mà ngừng ở chỗ đó. Cũng như giáo lý tầm nhìn nhân duyên đó, tôi giảng thành đại thừa hết. Tiểu thừa giảng không được, dứt khoát vậy hả? Rồi phán nè, là kinh đại thừa này, nghị luận này giống nhau nè. Ký biệt, ký biệt là cái bộ môn phẩm ký này là thuần của đại thừa. Tiểu thừa không có. Cho nên đáng lẽ rồi Như Lai phải bình đẳng mà dạy cho tất cả chúng sanh 12 bộ kinh. Nhưng mà từ hơn 49 năm nay, Như Lai chỉ dạy cho đại thừa, cho những người thanh văn, hàng thanh văn tử quả có 9 kinh mà thôi. Còn đại thừa thì phải học 12 bộ kinh, thêm bộ Vô Vấn Tự Thuyết, bộ Phương Quảng và bộ Ký Biệt. Ký biệt tức là thọ ký. Lẽ ra từ lâu Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh đều sẵn có tri kiến Phật, nhưng Như Lai đã bí mật giấu hẳn điều này vì căn cơ của chúng còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Ghê không? Toàn bộ kinh điển tiểu thừa không hề nói chúng sanh có khả năng thành Phật, mà dạy phương pháp tu, dạy rất là kỹ, dạy phương pháp tu để mà đối trị cái bệnh phiền não vô minh đó rất kỹ, chứ không phải là kinh dở đâu nha. Đừng nói kinh đó là không hay là tội lỗi tràn ngập, mà bởi vì kinh đó cũng là kinh của Phật dạy. Nói vậy là tôi bây giờ tôi mới nhắc tới cái vấn đề, cái vấn đề tu thiền. Trong cái số đại chúng đây có nhiều người cũng ham tu thiền lắm, nhưng mà cái thiền mà toàn bộ kinh điển của tiểu thừa đó là gọi là thiền á, nó thuộc về ở trong cái vị nhân tất đàn hay là đối trị tất đàn. Tức là do những cái lần thuyết pháp đó là vì căn cơ trình độ tùy theo đối tượng mà Phật dạy các cái thứ thiền. Cho nên tôi nói nghe một câu, cái lời tôi nói nghe dường như là cao cử, là ngạo nghễ, nhưng mà thật sự không phải đâu. Tôi nói rất thật. Ví dụ như tôi dặn các vị Phật tử mà quen biết tôi đó, đừng có ngồi gật gù gật gưỡng mà thả hồn mình đi tìm một cái thế giới gì rỗng không,
thanh tịnh rỗng không. Thí dụ không trúng đâu, thả hồn vậy là không trúng. Rồi có người khác ngồi á, ngồi chuyên chú cả 2-3 tiếng đồng hồ để thấy rằng là ngũ quẩn này là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, hoặc là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh cũng là thiền của Như Lai, của Phật dạy đấy. Nhưng mà tôi nói một câu nghe như là cao cử ngạo mạn, khinh người ta, khinh thường, nhưng mà không phải. Tôi nói các cái thứ thiền đó đó, nó giống như một cái nải chuối và một cái bó cỏ. Khi người ta bắt những con khỉ rừng vô, người ta nhốt ở trong cái nhà, cái nhà rộng mà nó quậy, nó phá quá đi. Thế thì là bây giờ mà ta muốn nhử cái con khỉ rừng nó lại, nó ở một chỗ, đằng mà ta bắt nó hoặc ta nhốt nó ở một chỗ để trong đình nó bớt phá đó mà. Thế thì người ta đem một nải chuối, ta để chỗ cái góc nhà nào đó để cho con khỉ nó lại đó, để người ta bắt nó, ta cột nó. Rồi con ngựa hoang mới bắt được ở ngoài rừng, chưa có thuần hóa được, đem về nó cũng quậy phá trong một vùng khá lớn, mặc dù có hàng rào. Mình đem về mình bắt, mình nhốt vào hàng rào mà, nhưng mà nó quậy phá một vùng cũng khá lớn. Vậy thì bây giờ là dẹp bỏ hết tất cả những cái đồ ăn của nó, đem cho nó một bó cỏ, bỏ chỗ gốc nào đó, thì con ngựa sẽ vì đói nó sẽ lại đói, nó ăn. Nó ăn mình mới bắt được, mình mới tra hàm thiết vô, mình mới huấn luyện nó. Thế thì các cái thứ thiền là đại để là công dụng của nó không hơn kém đối với một nải chuối, đối với con khỉ, một đội cỏ đối với ngựa, không có gì quan trọng hết đó. Nó không phải là cái pháp môn gì để các vị thành tiên thành Phật đâu, mà nó là phương tiện để nhử khỉ lại để bắt, một đội cỏ để nhử con ngựa lại để tra hàm thiết. Thế thì hỏi tôi chứ là phải thiền gì mới là tốt? Tôi nói cái thứ thiền là vận dụng. Cái đầu tiên là thông thường là Samatha. Cái thứ hai là Tamma Bát Đề. Mà các vị mà Tamma Bát Đề là các vị phải quán cái bằng quán dạng pháp giai không duyên sanh như như quyển á. Cái đó là Bồ Tát cũng phải thiền như vậy, mà những ai cũng phải thiền như vậy mà thành vô thượng Bồ Đề. Bằng có, tôi nhắc nhiều lần, tôi không biết đại chúng có thâm tiếp thu một cách thâm hậu nổi hay không. Vì sao Di Ma Cập, sau 32 ông Bồ Tát trình bày về cái pháp môn bất nhị do mình tu, mình tư duy, mình quán chiếu để thành công, mà tới khi hỏi ông Di Ma Cập yêu cầu ông trình bày về cái pháp môn tu mà ông đã tới chỗ bất nhị, Di Ma Cập làm thinh. Mà chính cái làm thinh đó, đại trí văn thù cùng toàn thể đại chúng xác định rằng đó mới là tuyệt vời vô thượng về cái pháp môn bất nhị. Bây giờ phân tách ra, chúng ta thấy gì? Bởi vì các Bồ Tát thấy cái chuyện có tội có phước, cho nên mấy ông mới đặt cái vấn đề tội phước mà các ông làm cái đối tượng để mà tư duy mà quán chiếu. Các ông có ông khác thấy có thiện có ác, cho nên mới dựa vào vấn đề thiện ác mà tư duy mà quán chiếu để bỏ ác để làm thiện. Các ông thấy có bố thí và sang tham, cho nên các ông mới làm theo cái bố thí để cứu, để độ người, giúp người. Còn cái sang tham là các ông bỏ. Thí dụ vậy, là tại vì các ông thấy cái hiện tượng của cõi đời này là thật, là có thật, cho nên các ông mới chọn cái tốt bỏ cái xấu, lấy cái thương bỏ cái ghét, lấy cái thân bỏ cái sơ,
lấy cái gọi là phước bỏ cái gọi là tội, là vì các ông nhận thấy rằng hiện tượng giảng pháp này là thật. Còn nhân duyên ma cật minh khinh, không có gì để trả lời là tại sao. Là vì đối với tôi thì giảng pháp nó chỉ là cái hiện tượng duyên sanh như như quyển, đối với tôi nó chẳng có gì để đáng nói cả. Giống như các ông có mắt nhậm, có mắt nhòe, các ông nhìn thấy trong hư không này đầy dây lá cây và hoa trái, rồi các ông mới bàn bạc nhau cây này từ không giống gì, từ đâu mà mọc ra, rồi từ đâu mà nó có trái, trái bao lâu nó mới chín, chín rồi ăn ra sao. Các ông trả lời với nhau, bàn bạc với nhau về cái cây và cái dây trái trong hư không vô tận đó. Là các ông tại cũng thấy có cây, có dây, có trái, là tại vì có mắt nhòe, có mắt nhậm của các ông mà. Còn đối với tôi, có mắt không nhòe, không nhậm, các ông hỏi tôi cái cây đó là cái giống đó, mà cái hột đó ra sao, rồi cái trái nó chín chừng nào, nó chín mấy tháng mới thu hoạch được, và ăn nó ra mùi vị gì. Tôi lấy gì tôi nói với các ông? Không có gì để nói. Là vì đối với tôi nó là cái các ông thấy, nó là thấy quyển chứ có thật đâu. Còn như tôi mắt tôi không nhẹ không nhậm thì cái quyển đó tôi đâu có thấy mà để tôi nói với các ông chứ. Cho nên cái thiền mà giảng pháp giai không duyên thân như quyển là cái loại thiền cao nhất trong các cái loại thiền. Còn các cái loại thiền khác, ví dụ như quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán sở tức vân vân, là nải chuối đối với khỉ, là bó cỏ đối với con ngựa, để mà chinh phục cái tâm viên ý, ý mã của mình. Còn cái mà đi tới cái chỗ mà giải thoát giác ngộ là không cần nải chuối và không cần bó cỏ. Vì con ngựa và con vượn này nó đã tự thuần hóa từ lâu rồi, bây giờ nó chỉ cần đi xiết trên thế giới để lấy đô la mà thôi, không còn phá nữa, cho nên không cần bỏ nải chuối, không còn đá bậy bạ nữa, cho nên không cần bỏ bó cỏ tầm thường, mà là đi máy bay, đi tàu thủy thật là đầy đủ, có máy lạnh đàng hoàng để đi xiết, để lấy đô la trên thế giới đó. Cho nên cái này nó hay dữ lắm. Cho nên là nói chúng sanh sẵn có tri kiến Phật, Như Lai đã bí mật giấu hẳn điều này. Vì căn cơ của chúng sanh còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Lẽ ra trước đây Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tu hành là thành Phật, nhưng không có quả nhị thừa, tam thừa nào khác. Nhưng từ lâu Như Lai nói có, vì đó là phương tiện của Như Lai. Trời ơi, phát minh ra những cái lẽ ra này, tôi nói nó hay ngao ngao vậy đó. Hay quá đi, hay meo meo. Lẽ ra thì nó không có tam thừa, nhị thừa gì hết trơn, tu là thành Phật à. Nhưng mà bây giờ đồng bào ta không có tiền để đi thẳng Hà Nội được, không thể mà lập cái công ty du lịch mà đi từ mũi Cà Mau cho tới như là Lạng Sơn, Cao Bằng tới Nam Quan được. Thế thì bây giờ lập công ty du lịch bậc trung như là đi từ Huế trở vào thành phố Hồ Chí Minh vậy. Chứ mà đi đường dài mà không ngừng Huế là họ không đi, không có tiền. Thế thì lập công ty nhỏ thôi,
thậm chí còn tệ hơn nữa là lập cái công ty du lịch mà chỉ đưa những cái thừa, những cái xe mà đi du lịch ngoại nội ngoại thành mà không đi tới Nha Trang, không đi tới Huế nữa cơ. Đó là thiên thừa mà nhân. Nhân thừa cũng phải dạy chứ. Chẳng lẽ nhân thừa không dạy à? Chẳng lẽ giờ ta trình độ tôi tu thiên thừa không dạy à? Cũng phải dạy. Thế thì là công ty du lịch này cũng phải lập ra để là du ngoạn, chở người ta đi nội ngoại thành. Và công ty thứ hai thì đi tới Nha Trang, tới Huế. Vậy đó. Thành ra Như Lai thì nó đúng rồi đó, là ông cũng là chủ thầu về công ty du lịch đây. Ông là tổng giám đốc công ty du lịch à. Ông có cái loại thừa, nhân thừa, tức là cái loại xe đi chuyên chở đi là tới cõi cõi người. Rồi ông có cái loại xe nó chuyên chở tới cái tới cõi trời. Rồi ông có cái loại xe ngon lành hơn, đi nửa đường nửa nước á, là đi chuyên chở tới cõi thanh văn viên giá. Rồi ông có cái loại xe mà chở nghĩa là từ là Cà Mau đi tới Lạng Sơn, Cao Bằng đi tới Tuyên Quang đi tới qua tới Trung Quốc luôn. Vậy là Phật Thích Ca hồi xưa cũng là một nhà đại kinh doanh, tổng giám đốc du lịch của chúng sanh trên thế giới đó chứ bộ. Tầng thừa tùy theo túi tiền của người ta mà bán vé. Bán vé loại xe nào hay hết sức, cho nên tôi nghĩ tôi phục Phật chịu không nổi. Phục quá phục. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh là Phật. Nhưng cho đến bây giờ, bây giờ đây có nghĩa là cái lúc mà Như Lai nói kinh Pháp Pháp Hoa đây, nhưng cho đến bây giờ, trước giờ phút nhập Niết Bàn, Như Lai mới mở kho tàng bí mật để giao trọn cái gia tài pháp bảo vô giá của Như Lai cho tất cả chúng sanh. Đây mới mở cái kho tàng bí mật. Cái kho tàng bí mật này không đúng đối tượng là không truyền, không phải căn cơ là không nói, chưa tới thời tiết là cũng không chỉ bài. Mà đây là giống như hoa linh thoại, bao nhiêu ngàn năm mới có hiện ra một cái điềm lành, một cái hoa, một cái điềm lành như vậy. Cho nên từ trước tới giờ không nói. Mà lẽ ra phải nói tất cả chúng sanh là Phật đấy, mà không nói. Mở kho tàng bí mật. Bí mật là sao? Bí mật đây tức là diệu pháp đấy. Ở trong mọi người có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh rồi ở trong mọi người á, nhưng mà giờ đâu có dám nói. Phải bí mật thôi. Nó là diệu pháp ở trong mọi người có rồi, hết rồi đó. Nhưng mà bí mật dẫu. Để đến lúc nhập Niết Bàn rồi mới đem hai cái chữ liên qua mà ở trong cái bộ môn vị tàn hữu á cộng lại để nói rằng diệu pháp liên qua mọi người, tâm mọi người, tri kiến Phật của mọi người, Phật chất của mọi người y như cái hoa sen kia vậy, cùng với của cái tâm tánh Phật của Như Lai, Phật chất ai trong mười phương đều giống nhau không khác. Cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen đều giống nhau. 49 năm sắp nhập Niết Bàn rồi mới đem cái bí mật này truyền đạt lại. Trong quá trình thuyết giáo độ sanh với một lập trường kiên định và linh hoạt tuyệt vời, Như Lai vận dụng tứ các bàn một cách vô cùng phong phú. Nhờ vậy mọi căn cơ đều được thấm nhuần mưa pháp. Người học Phật không được lãng quên cái tiêu chuẩn của tứ tất đàn này nè. Một là thế giới tất đàn, tức là giảng dạy cái giáo lý phổ biến cho mọi người đều có thể tin hiểu nghe được.
hai là vị nhân tất đàm, là vì từng tánh của mọi người, từng giai cấp người nào đó mà truyền đạt cho cái pháp nào đó. Tùy ra căn tánh người đó có khả năng đi tới cái cổ xe nhân thừa thì giải cho họ nhân thừa. Tùy ra căn tánh của nhóm người đó đi có thể mua công ty du lịch thiên thừa để đi tới Nha Trang thì giải cho họ cái giáo lý thiên thừa. Rồi cái thứ ba là đối trị tất đàn, là ý như tôi nói này, tùy ra căn tánh mọi người mà giải cho họ phương pháp tu cho nó đúng với họ để đối trị, mà đối trị tâm 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 tánh. Để hiểu một cách quyết định và tinh sâu về tri kiến Phật, về Phật tánh của mình, người học kinh Pháp Hoa còn phải an toàn về cái nguồn lý lục tức Phật nữa. Lục tức Phật có nghĩa là sáu cái tầng bậc để nói lên là tất cả mọi người là Phật. Anh là Phật, chị là Phật, bà là Phật, các chú là Phật, các em là Phật, tụi bay là Phật. Tùy theo gia căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo gia cấp. Một là lý tức Phật, ai cũng là Phật hết. À, bởi vì mọi người đều có Phật chất, Phật tính, tri kiến Phật rồi, cho nên mọi người đều có thể thành Phật, vậy thì mọi người là Phật. Hai là danh tự tức Phật, có những người không hề biết gì đạo Phật mà đi ngang vô tới chùa một xưng một câu Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thế thì người này cũng là Phật đã thành, mà là danh tự tức Phật, tức là Phật mà Phật danh tự. Ba là quán hành Phật, như đại chúng đây bây giờ vừa quán niệm tư duy kinh điển mà vừa thực hành thập thiện nghiệp, hoặc là thực hành theo một phần nào của tứ tứ đế, thì các vị là Phật mà là Phật quán sát tư duy và hành hành trì, gọi là Phật và Phật quán hành. Cái thứ bốn là tương tự tức Phật, là những cái người mà đầu tròn áo vuông, thân khẩu ý mường tượng giống như Phật vậy, nhưng mà chưa đạt tới cái trình độ cao như là các hàng đại Bồ Tát như Phật. Cho nên những người này về cái dáng vẻ, về cái đạo hạnh, phương pháp tu hành như Phật, cho nên gọi là Phật. Các ông là Phật, nhưng mà là Phật tương tương tự đó. Còn á, các vị như các hàng đại Bồ Tát, người ta thực hành 80, 90, 95, 97% về giáo lý, thân khẩu ý của người ta thanh tịnh gần bằng Phật, thế thì ta nói các ông là Phật, các bà là Phật, mà là Phật này là Phật phần phần chứng, tức là chứng từng phần. Từng phần là 70, 80%, 95, 97, 99% mà chưa phải là hoàn toàn Phật. Cái thứ sáu là cứu cánh tức Phật, tức là đoạn từ cái sinh tướng vô minh vi tế nhất để rồi thành vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn, thì lúc bây giờ mới hoàn toàn là Phật tâm bằng tâm, giống như cái hoa sen nở toàn diện hiển bày cái cánh nhị gương hạt vậy. Dựa trên nguồn giáo lý lục tức Phật, mỗi người có thể tự nhận xét và đánh giá địa vị đã thành Phật của mình. Tuyệt vời, cần gì ai nói cao nói thấp, ai khen ai chê, ai tân bốc ai khoa trương, không cần nói việc đó, mà dựa trên cái nền giáo lý lục tức mà tự mình hoặc là mình nhìn cái địa vị thành Phật của mình và của người khác đó. Tuyệt vời. Hết phẩm 2.